là con máy số 1 8DC9 chờ 3A số 1 đã xong cho chú Phương. Giờ đây em đang chuẩn bị để đấu lỗ con đơn hàng con máy số 2. Con số 1 đã xong nhá. Bây giờ là chuẩn bị đấu dầu để lỗ con máy số 2 đây. Đây là con hàng con em con máy số 2 đấy anh em ạ. Hot girl số 2 đây anh em ơi. Máy này em sẽ quay một lượt. Con 8DC9 này là vòng tua của nó là 2002, mã lực của nó là 306 đến 308. Lòng của nó là một tấc 35 nhá anh em nhá. Máy này đẹp rực rỡ, máy Nhật xịn nhá anh em nhá. Đây, tất cả dây có dầu 7 màu hết này. Cái dòng máy Nhật này lúc nào cũng này, 7 màu này. Máy nghĩa địa mới được cái này thôi anh em thừa biết rồi. Máy cái dòng máy trong nước mình thì be bét không có một tí màu nào. 8DC9-3. Ơi, kinh điển chưa? Kinh điển chưa anh em ơi? Sinh hàn này, sinh hàn vẫn còn 7 màu hết rồi anh em ơi. Sinh hàn nước này, lốc xanh lét xanh gì luôn nhá. Đây, kinh điển chưa? Đẹp quá. Đẹp quá anh em ạ. Kinh điển luôn. Máy vừa về chưa rửa đâu nhá anh em nhá. Chú Phương bảo là thương ơi chọn cho chú hai con máy đẹp về chú còn bán cho khách. Khách hàng quen thuộc của em anh em ạ. Lắp cây lắp nhựa mà. Tất cả bơm kim ở nguyên zin hết. Đi xe máy của anh được. Anh rồi. Mang cái ba lít lên đây nhá. Mang cả dây thép nữa. Đây, tất cả này, nguyên zin này anh em ơi. Lắp cabo 7 màu hết, dây co dầu 7 màu này. Đến cái chống nóng của nó là anh em này vẫn còn 7 màu này, rực rỡ luôn nhá. Hai bên rè lốc này anh em này, nhìn này, xanh dề luôn, nguyên zin hết. Máy này thì bao dùng luôn, khẳng định luôn anh em ạ. Máy này bao dùng luôn. Đây, anh em xem là những cái giòn keo đầu trục cơ chưa có một tí giòn keo nào cả, kinh điển luôn. Quá đẹp và quá mới cái chất của máy bãi anh em ạ. Cái chất máy bãi thì không phải chê ở đâu được rồi. Đẹp quá. Không hiểu năm là tại sao năm nay mà em bán rất là nhiều máy này. Máy này em chưa kịp rửa đâu nhá anh em ạ. Đây là đời 3A, 8DC9-3A nó đít bơm to này anh em ạ. Đít bơm nó đít bơm to nhá anh em nhá. Đây, tất cả nguyên zin rực rỡ luôn. Máy đẹp lắm anh em ơi. Kinh điển luôn đấy. Rực rỡ, rực rỡ. Đây, lốc này, xanh dề luôn. Máy nó chạy ít lốc thôi, vẫn còn mới tinh này anh em ạ. Đẹp quá. Đây. Kinh điển thật. Lỗ đi em ơi. Con máy số 2. Nghe hơi chắc lịch luôn nha. Không một tí khói, không một tí đổ hơi. Ôi, ở trong này mới tinh rồi anh em này, chưa một tí dầu đờ bẩn nào này. Trong mới tinh luôn nhá. Trong mới tinh luôn. Khói không một tí đổ hơi. Nghe sướng tài quá. Máy này không mua thì mua máy nào. Anh em xem vào những cái trống nóng này. Nguyên zin hết. Điểm 10 cho chất lượng. Lốc như mới. Nghe sướng tai quá. Lát đi bây giờ.
gầm nhá. Không một tí khói này, không một tí khói nào nhá, không một tí khói. Không một tí đổ hôi. Điểm 10 cho chất lượng rồi. Đúng là cái dòng máy V này nó không có turbo anh em ạ. Nghe tiếng nổ nó gầm nó vẫn sướng. Nghe sướng tai thật, tám máy nó vẫn khác. Vậy là đơn hàng con máy số 2 trong đơn hàng hai con máy cho chú Phương ở cầu Bình Điền đã xong nhá anh em nhá. Máy siêu đẹp, siêu VIP rồi. Tất cả còn nguyên zin hết, chưa động chạm một con ốc nhá. Rực rỡ luôn.